chào toàn thể các bác hồng thợ đánh chim tu hú nhá. Đấy, tu hú dính này anh em này. Anh em nhìn thấy khoái chưa? Thời tiết thì về sáng thì nó tối trời quá anh em. Đấy, phải gỡ sớm. Mẫu lưới đánh tu hú thì vẫn chơi cái mẫu lưới mắt 8 phân anh em. Đấy, sợi cước 19 hoặc 20. Đấy, hàng này thì đánh 5 diềm 4 túi anh em. Đấy, hoặc là 6 diềm 5 túi thì đều ok hết. Đấy, còn về lưới đây anh em. Lưới thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Đây, hàng lưới Hải Lợi. Hàng này hàng 4 túi này. Đánh cái cánh đập vào mặt cây này là 4 túi thôi. Đấy, còn những cái cánh mà bánh ở cây cao thì em đánh 5 túi hết anh em. Bên kia là một con. Cái này to thế. Đánh thì nó cứ tích tắc nhặt thôi anh em. Đấy, còn thời điểm này con tu hú này nó đang rất là rộ anh em. Cực rộ luôn ấy. Thì em có nhu cầu cần đồ đánh thì liên hệ. Đây một con này, hai này, bên kia một con này. Đấy, còn đa số là ăn mặt lưới bên này. Đấy, con tu hú này thì đánh nó dễ anh em, cứ dựa vào những cái khu vực rừng cây này, quánh tiếng ở giữa đâm đi đâm lại là ăn đòn thôi. Đây anh em nhìn, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 8 con cánh này chịu hết lưới. Đấy, còn về loa thì đánh toa 10 anh em. Đấy, toa 10 Indo. Đấy, còn về âm ly thì đánh đầu 263. Bây giờ để gỡ chắc được 16 17 con anh em. Đấy, cũng đạt công rồi. Còn, tu hú giờ đang nhân giá 50 anh em nhé. Anh em lựa bán chỗ nào cũng thế thôi. Đấy, anh em được nhiều thì người ta bị cắt. Đấy, lưới thì nhôi cọc khoang túi này, hoàn thiện hết rồi. Anh em mua về chỉ việc đánh. Lưới này thì đánh trích, đánh gà, đánh sâm, đánh tu phú. Đấy là chơi được hết. Đấy, lưới đây cánh lưới 5 túi này anh em này. 1 túi này, 2 túi này, 3 túi này, 4 túi này, 5 túi. Thì, cánh 5 túi này thì em đánh ở dãy dài hơn. Đấy, và trên kia thì nó dính cũng khá nhiều. Quay zoom này thì nó hơi tối nhỉ. Đấy. Trên đấy dính 4-5 con ở cái dãy cây keo ấy. Đấy, để cắt được một cánh ở đấy thì nó cũng đạt anh ạ. Đấy, còn lưới thì thịt tùng túi nhiều. Đấy, đặc biệt là đánh sướng sướng là con rơi này, đầu chó này, thi thoảng gỡ được con về thịt ăn ngon anh ạ. Đấy, còn lưới nhuộm tàng hình đen hết anh em nhé. Đấy, ưu điểm của lưới đen này thì anh em đánh thì nó về bóng cây này thì con chim nó không nhìn thấy, đánh thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, còn số lượng chim nó dính thì được nhiều. Đấy, trong rừng đây thì thời tiết nó hơi tối, đen đen một chút anh em. Đây hàng này. Đấy, còn con này thì nó đang đi rất là rộ ở trong mùa di cư này, thì anh em có đồ cần đồ đánh thì anh em cứ liên hệ cho em số điện thoại mua lưới hoặc loa đài âm ly em để ở góc màn hình video ấy. Đây này. Đấy, rất là nhiều anh em. Đấy. Đấy, được con cắt kê xuống này ngon này. Đấy. Ok các bác nhé. Các bác xem được video cần đồ đánh thì liên hệ cho em.